Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp tổng giải thưởng nó như sau nè các bạn. 12.000 tóc cần của MXN dành cho top 25 người và 18.000 tóc cần MXN bốc thăm giải thưởng cho những người tham gia đủ điều kiện nha các bạn. Thì để đảm bảo hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì tham gia chung số tổng giải thưởng là 21.600 đô các bạn. Thì dự án này khá là nhiều luôn các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video mở link phong của các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Các bạn theo dõi nè. Trên Twitter đó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp nữa nè. Rồi bạn bấm xác nhận nè. Rồi. Sau đó thì các bạn tweet lại nè. Các bạn nhấp vô đây nè. Các bạn like, các bạn test lại nha ta. Rồi bạn bắt đáp nè. Rồi bạn bấm xác nhận luôn các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn tham gia cái Telegram group nữa nè. Rồi các bạn xôn xao nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đáp nè. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ với bên BSMATCHENBET20 trên giấy chocolate của tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Mình copy vào nè. Lại nè. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm đồng nộp. Rồi vậy là xong các bạn. Các bạn việc lấy dép mình chia sẻ cho bè và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.